quý khán giả. Và Phương rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tư vấn giáo sư được diễn ra định kỳ trên website tư vấn sức khỏe 24h.com.vn. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là phòng ngừa tai biến mạch máu não do tăng huyết áp. Thưa quý vị, tai biến mạch máu não hay còn được gọi là đột quỵ não, một bệnh khá phổ biến và đang là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu trên thế giới. Những di chứng mà tai biến để lại rất nặng nề khiến bệnh nhân trở thành gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Có rất nhiều nguyên nhân cũng như các yếu tố nguy cơ gây nên cơn tai biến mạch máu não, trong đó không thể không kể đến là bệnh tăng huyết áp. Các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng nếu giảm huyết áp được 5mm bình quân sẽ giảm được 10% nguy cơ đột quỵ. Do đó để phòng ngừa đột quỵ, trước hết cần kiểm soát và điều trị tốt tăng huyết áp. Để giúp cộng đồng có thể hiểu rõ hơn về các bệnh, các biện pháp giúp kiểm soát huyết áp, phòng ngừa tai biến mạch máu não an toàn và hiệu quả, chúng tôi có mời tới tham gia buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện, trưởng khoa đột quỵ não Bệnh viện 103 đến tham gia tư vấn với chủ đề phòng ngừa tai biến mạch máu não do tăng huyết áp. Xin chào và xin cảm ơn Phó Giáo sư đã dành thời gian tham gia buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay. Trước hết xin phép được hỏi Phó Giáo sư có thể cho tất cả các quý vị khán giả được biết như thế nào được gọi là tăng huyết áp và vì sao tăng huyết áp có thể dẫn tới tai biến mạch máu não? Kính thưa các quý vị, trước hết thì chúng ta phải hiểu thế nào là đột quỵ não trước. Đột quỵ não theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới là một bệnh khởi phát đột ngột có các triệu chứng thần kinh cư trú tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trước 24 giờ, loại trừ yếu tố chấn thương sọ não. Tai biến mạch máu não hay còn gọi đột quỵ hoặc danh pháp đột quỵ của nhà thế giới được dùng nhiều. Có hai loại: chảy máu não và nhồi máu não. Trong đó chảy máu não chiếm khoảng 20%, nhồi máu não chiếm khoảng 80%. Trong chảy máu não thì có chảy máu trong mô não, chảy máu não tràn máu não thất, chảy máu thất nguyên phát và chảy máu dây nhện. Tuy chỉ chiếm 20% nhưng tỷ lệ tử vong do chảy máu não chiếm tới từ 32-52% trong tháng đầu, đặc biệt trong 3 ngày đầu thì tử vong một nửa số đó. Còn nhồi máu não thì có huyết khối động mạch não, có tắc mạch và có nhồi máu ổ khuyết chiếm 80%. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong ít hơn chảy máu não nhưng tỷ lệ tàn phế thì chiếm tỷ lệ rất cao. Đột quỵ não có nhiều nguyên nhân và có nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó chảy máu não nguyên nhân là do vỡ các phình mạch não, vỡ các dị dạng động tĩnh mạch não và một số nguyên nhân đột quỵ khác. Còn nhồi máu não nguyên nhân là do huyết khối động mạch não trên nền mạc vữa sơ và tắc mạch từ người khác thực hiện. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, người ta chia làm hơn 20 loại yếu tố nguy cơ đối với đột quỵ não. Trong đó có hai cái nhóm, một là nhóm yếu tố nguy cơ ít thay đổi được, ví dụ như tuổi cao, chúng ta đang phấn đấu để tuổi sống lâu, tuổi thọ. Từ một cái nước nông nghiệp nghèo lạc hậu, tuổi bình quân không quá 50 ở những năm 50 đến gần đây nhất năm 2010-2011 thì tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên tới 73. Như vậy tuổi thọ càng cao thì nguy cơ bệnh tật càng nhiều, đặc biệt là tim mạch và đột quỵ não. Yếu tố nguy cơ thứ hai ít tác động được đó là giới. Nam thì bị nhiều hơn nữ. Tại sao? Vì nam thực tế nó là những người trụ cột trong gia đình. Đồng thời chúng ta cũng phải nhấn mạnh rằng là nam có nhiều hơi tật xấu hơn phụ nữ.
uống rượu, hút thuốc lá. Thứ ba là chủng tộc. Qua nghiên cứu người ta thấy rằng người da đen thì bị nhiều hơn người da trắng. Người da vàng chúng ta bị nhiều hơn người da trắng. Địa lý. Có những vùng, có những nước thuộc cái Bắc thì nhiều hơn Việt Nam. Đặc biệt ở châu Á chúng ta thì các nước ở vùng đồng châu Á, châu Á, trong đó có Việt Nam ta, tỷ lệ được Việt Nam càng tăng lên, tăng dần. Đó là những cái yếu tố, những cái nguy cơ mà ít lần thay đổi được. Loại thứ hai là loại yếu tố nguy cơ mà thay đổi được. Trong đó có tăng huyết áp, mà hôm nay chủ đề chính sẽ là tăng huyết áp. Chúng tôi sẽ nói sâu phần này. Ngoài tăng huyết áp ra thì có đái tháo đường, có rối loạn chuyển hóa lipid, có một số bệnh tim mắc phải, ví dụ như là bệnh thấp cấp cấp. Mà thấp cấp cấp ở vùng Đông Nam châu Á hoặc ở Việt Nam chúng ta thì tỷ lệ mắc còn tương đối cao. Sau đó thì đến uống rượu bia, nghiện rượu bia. Người Nga uống một lượng rượu rất lớn cho nên tỷ lệ đột quỵ người Nga cao hơn các nước khác rất nhiều lần. Ở Việt Nam ta có không? Hút thuốc, uống rượu, nghiện rượu hiện nay cũng đang phổ biến. Nghiện thuốc lá. Thuốc lá là một cái chất có hại cho đường hô hấp và một số bệnh khác. Đặc biệt nicotine làm tăng cái số ung thư phổi ở những người nghiện thuốc lá so với người thường gấp nhiều lần. Đồng thời nicotine cũng làm cho rối loạn về đông cầu máu, làm cho tăng cái số bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não lên. Sau đó là các yếu tố nguy cơ ăn mặn. Người Nhật Bản người ta ăn giảm muối, người ta giảm tỷ lệ đột quỵ xuống nhiều lần. Chúng ta đặc biệt dân ở vùng biển và dân ở vùng đồng bằng thì miền biển ăn mặn hơn, thế thì tỷ lệ đột quỵ não ở cái vùng biển những người ăn mặn thì cũng nhiều hơn. Ngoài ra còn có các yếu tố nhiễm lạnh đột ngột, phụ nữ dùng thuốc tránh thụ thai mà nồng độ estrogen cao. Thay đổi tiết ở nước ta khác với nước khác, chênh nhau nhiều độ giữa ngày và đêm, đặc biệt là mùa đông, đặc biệt miền Bắc chúng ta. Có những cụ già đêm đi ra ngoài đi vệ sinh đã gục ở ngoài hành lang hoặc là ngoài vườn. Đấy là một cái thay đổi thời tiết rất là rõ giữa chênh lệch giữa ngày và đêm. Đó là tập hợp những cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể làm thay đổi được, phòng tránh được. Hôm nay chúng tôi muốn nói sâu về huyết áp. Tăng huyết áp là thủ phạm chính của chẩn đoán não, của nhồi máu não và một số bệnh khác. Vậy thế nào là tăng huyết áp? Tăng huyết áp theo Tổ chức Y tế Thế giới và theo GNC 7, huyết áp bình thường ở người lớn tuổi lý tưởng nhất là dưới 120/80 mmHg. Từ 120 đến 139 là tiền tăng huyết áp. Tại sao người ta đưa ra khái niệm này? Vì bất kể nào có thể từ 135-139 vượt lên 140 thì đấy là tăng huyết áp. Tăng huyết độ 1 là từ 140 đến 159. Tăng huyết áp độ 2 là từ 100/160. Huyết áp tăng nó sẽ tổn thương đến các cơ quan đích, đó là não, gây ra chảy máu não, nhồi máu não. Mắt thì gây ra bệnh về mắt, một số bệnh mắt làm cho mù lòa, làm cho như vậy là thoái hóa một số cái cơ quan, một số tổ chức. Ở mũi thì nếu tăng huyết áp thì nó
có thể gây chảy máu cam. Người ta nói là đây là một cái van. Khi bệnh nhân người lớn tuổi mà thấy chảy máu mũi, chúng ta kiểm tra ngày huyết áp có phải tăng huyết áp không? Ở tim thì tăng huyết áp lâu ngày sẽ gây một cái dày thất, suy tim, và mạch, các cái mạch máu thì làm cho dày, dày mạch máu, sơ mạch máu. Ở thận thì gây tổn thương thận. Ở chi thì các mạch máu bị sơ hóa, và chúng ta thấy cái triệu chứng viêm tắc tim mạch có dấu hiệu như cách rồi. Đấy là tăng huyết áp. Làm thế nào để chúng ta phát hiện tăng huyết áp? Bằng cách phải đo huyết áp hàng ngày, đặc biệt là những người lớn tuổi, đặc biệt là những người có huyết áp cao, đó là béo phì. Đo huyết áp như thế nào là đúng cách? Một, chúng ta phải đo vào buổi sáng sớm ngủ dậy với một cái dụng cụ đo huyết áp chuẩn. Hiện nay chúng ta có nhiều loại máy đo huyết áp, trong đó có một loại huyết áp đo huyết áp là bóp bằng tay hơi. Thì cái nếp, cái đặt cái băng để đo huyết áp phải trên nếp gốc khuỷu tay 2 cm, cái vòng băng này vừa phải. Và khi đo thì bệnh nhân phải được nghỉ ngơi trước khi đo 5 phút, không uống cà phê, không hút thuốc lá, đo 2 lần cách nhau khoảng 5 phút sau đó lấy số trung bình. Nếu con số huyết áp mà vượt trên 140/90 mm thủy ngân, đó là tăng huyết áp. Vậy tăng huyết áp thì nó ảnh hưởng đến các con đích tôi vừa nói, nhưng đặc biệt đối với não thì nó gây ra một cái chảy máu não. Mà như trên tôi vừa nói, chảy máu não thì tỷ lệ tử vong rất lớn, rất cao, từ 36-52%. Vậy chúng ta khi đã có tăng huyết áp rồi, đã bị tăng huyết áp rồi nhé, thì chúng ta đi khám bệnh để loại trừ một số cái tăng huyết áp giả tạo. Ví dụ tăng huyết áp áo tròng trắng, tức là khi bệnh nhân đến khám bệnh viện trông thầy thuốc thì lập tức tăng huyết áp, nhưng về nhà lo lại bình thường. Đấy. Hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái tăng huyết áp phản ứng chỉ nhất thời thôi, trong thời gian sau đó huyết áp trở bình thường, và còn nhiều yếu tố khác tác động đến làm cho huyết áp nó tăng giả tạo. Nhưng chúng ta quan tâm ở đây là quan tâm đến phần tăng huyết áp mà có nguyên nhân, cái đấy có thể chữa khỏi được. Ví dụ do dùng thuốc, ví dụ dùng thuốc đó là cái gì, có thú ý thì dùng thuốc thì gây tăng huyết áp, uống cam thảo nhiều. Đấy, một số vị thì rất thích là cái nước uống hàng ngày, một số cho nhiều cam thảo vào thì gây tăng huyết áp. Thế một số bệnh tăng huyết áp ví dụ như viêm phổi thận, hẹp lòng mạch thận, hẹp các mạch chủ, vân vân. Tức là khi đã phát hiện tăng huyết áp thì phải đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra tìm nguyên nhân. Nói vậy thôi, tăng huyết áp đến bây giờ chúng ta có rất nhiều phương tiện chẩn đoán hiện đại, chúng ta cũng chỉ tìm được nguyên nhân của tăng huyết áp có 10%, và 90% là chưa tìm rõ nguyên nhân, chứ không phải vô căn, chả có cái gì là không có căn nguyên cả. Đó, mà chúng ta chưa biết thôi, chúng ta tạm thời gọi là tăng huyết áp vô căn hay là chưa rõ nguyên nhân. Đây chiếm 9% số bệnh nhân tăng huyết áp. Tăng huyết áp trên thế giới hiện nay chúng ta có khoảng hơn 7 tỷ người thì 1 tỷ người tăng huyết áp. Riêng ở Hoa Kỳ thì như vậy có 500 triệu người. À, 50 triệu người. Mỹ này hơn hay dân đủ dân 50 triệu người. Vậy cái tăng huyết áp chính là thủ phạm và làm cho tử vong ở nhiều bệnh, chứ không phải riêng chỉ có đột quỵ não. Tăng huyết áp gây đến bệnh tim mạch, mà bệnh tim mạch hiện nay có tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu, trong khi đó đột quỵ não thì chỉ đứng hàng thứ ba sau bệnh tim mạch và ung thư ở các nước công nghiệp phát triển. Như vậy chúng ta thấy tầm quan trọng của tăng huyết áp như thế nào. Khi đã bị tăng huyết áp rồi, được thầy thuốc xác định
là tăng tác rồi thì chúng ta phải vận dụng các biện pháp điều trị. Trước đây chúng ta chỉ hiểu rằng là chỉ dùng thuốc, nhưng không phải. Cái điều trị tăng huyết áp hiện nay chúng ta phải tập hợp rất nhiều biện pháp. Thứ nhất là thay đổi lối sống, nghiện rượu thì bỏ đi, hút thuốc lá bỏ đi, làm việc tĩnh tại thì phải có thời gian làm chân tay, tập thể dục hàng ngày buổi sáng. Người ta nói rằng mỗi ngày chỉ cần 30 phút tập thể dục thôi, hoặc đi bộ nhanh, hoặc tập thể dục, hoặc là đạp xe đạp, hoặc là lên thang gác, hoặc là làm công việc dọn vườn 30 phút. Để làm thế nào để cho chúng ta thấm đẫm được mồ hôi, đúng không? Thì như vậy là đạt yêu cầu. Đấy là vấn đề tập luyện. Thứ hai là vấn đề ăn uống, điều chỉnh chế độ ăn, điều tiết chế độ ăn. Một ngày chúng ta cần 2.500 calo để hoạt động. Trong cái số lượng calo đó thì 50-60% là do cơ glucid cung cấp, còn khoảng độ 25% là do lipid mỡ, còn lại là do protein cung cấp. Thế vậy cái lượng đường nó nhiều như thế, đúng không? Cái lượng mỡ như thế thì chúng ta phải giảm khẩu phần ăn đi. Để làm thế nào không có cái năng lượng dư thừa tích lũy. Chúng ta nhìn một cái người béo bụng thì chắc chắn đó là yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp và béo phì. Theo cái tổ chức thế giới ở đây áp dụng với người Tây thôi, đó, người Mỹ, là vòng bụng của nam vượt quá 102 cm, của nữ là 88 thì đấy là biểu hiện của béo phì ở đây. Còn muốn đo chính xác chúng ta phải đo chỉ số khối của cơ thể. Nếu chỉ số khối cơ thể dưới 25, dưới 24 thì bình thường, trên 24 là có cái biểu hiện của béo phì. Thì vậy làm nào phải giảm số cân xuống bằng cách để điều tiết chế độ ăn, giảm ăn cơm, ăn đường, cấm ăn những cái hoa quả ngọt hoặc là bánh kẹo. Để làm thế nào như vậy là chúng ta giảm cân từ từ. Đấy là về ăn uống. Tập luyện thì tôi nói rồi, tức là làm thế nào chúng ta tập luyện để tiêu hao được năng lượng mà chúng ta dư thừa, chống béo phì. Một điểm nữa là thay đổi lối sống. Nếu làm việc tĩnh tại thì chúng ta phải có thời gian tập luyện thể lực đi bộ, đúng không? Phải có thể giữ giờ. Tại sao người ta sinh ra phải giữ giờ? Chúng ta ngồi làm việc như vậy là suốt ngày ngồi bàn giấy thì cái lượng calo tiêu thụ ít hơn những người lao động chân tay. Sau đó chúng ta mới nói những chuyện dùng việc dùng thuốc. Khi đã có tăng huyết áp rồi, khám bác sĩ chỉ định rồi, cần phải dùng thuốc để điều trị tăng huyết áp thì chúng ta phải tuân theo lời căn dặn của bác sĩ. Hiện nay có rất nhiều nhóm thuốc để điều trị tăng huyết áp. Đầu tiên là nhóm thuốc lợi tiểu, sau đó là các thuốc ức chế men chuyển, ức chế canxi, ức chế beta, v.v. Cho nên là định kỳ phải đi khám và uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Như vậy để điều trị tăng huyết áp, một là phát hiện sớm, thứ hai thay đổi lối sống, thứ ba hoạt động thể lực, thứ tư dùng thuốc. Tất cả những biện pháp tổng hợp đó thì chúng ta sẽ hạ huyết áp. Thế nào là tối ưu? Tối ưu nhất là đưa huyết áp của chúng ta về dưới mức 120/80 huyết áp gần. Đấy là tối ưu. Đặc biệt những người có bệnh tiểu đường và bệnh thận
thì huyết áp không được để vượt quá con số 130/80. Và người ta khuyên như thế này, định kỳ hàng năm nhá, thanh niên trẻ này thì 5 năm anh phải kiểm tra tổng thể một lần mỡ máu, đường máu. Những cái đó là những yếu tố nguy cơ có thể làm tăng đắc sau này. Người lớn tuổi từ 50 tuổi trở lên thì 6 tháng anh phải kiểm tra tổng thể về máu sinh hóa, máu huyết học, xem có những yếu tố mà nó có thể làm cho cái tăng đắc lên không. Đặc biệt chúng ta chú ý đến mỡ máu. Trong mỡ máu thì nó có thành phần cholesterol không được vượt quá 5,2 mmol trên lít. Trong cholesterol thì nó có loại cholesterol tỷ trọng thấp LDL. Chính cái tác nhân này nhá, là cái tác nhân mà sẽ gây nên vữa sơ mạc. Thế còn cái cholesterol tỷ trọng cao, những người thấp quá thì chúng ta phải nâng cái số đo lên. Thứ ba là triglyceride. Đây cũng là một thành phần của chuyển hóa lipid. Như vậy, nếu tăng một trong ba thành phần đó thì đều ảnh hưởng, có thể là nguy cơ của cái tăng đáp với dòng mạch sau này. Đấy là một số vấn đề về tăng huyết áp và huyết áp liên quan đến bệnh tim mạch nói chung và đặc biệt đến đột quỵ não. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Vậy phó giáo sư có đánh giá chung thế nào về vấn đề phòng ngừa tai biến mạch máu não và những bệnh nhân tăng huyết áp hiện nay? Việc phòng ngừa tăng huyết áp thì thực tế mà nói, theo một thống kê thì chỉ 60% số người lớn tuổi biết mình là có tăng huyết áp, và chỉ 25-30% được điều trị cơ bản, còn phần lớn là không chú ý đến ra. Và thậm chí có phát hiện huyết áp rồi nhưng mà không uống thuốc đều đặn, không tuân theo cái lời dặn của bác sĩ những biện pháp để phòng chống làm giảm huyết áp. Vấn đề này đó là vấn đề tuyên truyền của ngành y tế đối với cộng đồng, sự hiểu biết của cộng đồng đối với bệnh tật. Vì chúng ta phải rất hiểu rõ quan điểm rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta phòng trước, đừng để bệnh tật xảy ra rồi mới chữa. Thì cái đó vẫn là cái tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Thưa phó giáo sư, trước những khó khăn trong điều trị tai biến mạch hiện nay, một xu hướng là tôi được biết là sử dụng các cái sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và hiệu quả để hỗ trợ điều trị cũng như phòng ngừa tai biến mạch máu não. Vậy phó giáo sư có thể chia sẻ với tất cả quý vị khán giả được biết về cái xu hướng này không? Đối với tai biến mạch não thì trước hết chúng ta phòng bệnh trước, đó là phòng bệnh cấp 1. Cấp 1 là thế nào? Tức là phòng bệnh cho những cộng đồng nói chung, những người có nguy cơ sẽ là tăng huyết áp, sẽ bệnh tim mạch. Phòng cấp 2 là những người mà đã có nguy cơ rồi, phòng bệnh cấp 1 thất bại, bị tai biến, bị đột quỵ, thì chúng ta phòng bệnh 2 đó là giải quyết vấn đề tăng huyết áp, giải quyết vấn đề sơ động mạch, giải quyết các nguyên các yếu tố nguy cơ rồi là lipid máu có thể làm cho đột quỵ tái phát. Thì đó là những cái nguyên tắc phòng bệnh chữa bệnh. Nhưng đồng thời chúng ta phải phát hiện đột quỵ não sớm ở cộng đồng. Thế nào gọi là phát hiện sớm? Một cái bệnh nhân tự nhiên nói khó, tự nhiên méo miệng, đột ngột mù một mắt, tê yếu bại chân tay, thì đấy là những dấu hiệu báo hiệu của đột quỵ não. Chúng ta phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế gần nhất, vì thời gian là não. Nếu bệnh nhân đến sớm trước 3 giờ đầu thì hiện nay chúng ta, nếu là nhồi máu não, chúng ta có cái thuốc điều trị tiêu cục máu đông, thì cái phục hồi thần kinh, phục hồi chức năng về vận động tốt hơn nhiều. Hơn nữa nếu là chảy máu não thì chúng ta đưa đến bệnh nhân càng đến sớm càng tốt. Nếu là chảy máu suy nhẹ thì chúng ta có thể chụp mạch và nút
cái mạch bị vỡ lại. Cho nên bệnh nhân đã phát hiện ra có những triệu chứng về tăng huyết áp, về đột quỵ não, chúng ta phải đưa ngay đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Điều trị đột quỵ não vẫn phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây. Một là kiểm tra chức năng sống. Thứ hai, chống phù não. Thứ ba, điều trị đặc hiệu. Thứ tư, cân bằng nước điện giải. Thứ năm, đề phòng bội nhiễm, phục hồi chức năng, điều trị phẫu thuật, phòng bệnh cấp 2. Và bây giờ chúng ta đang nghiên cứu để điều trị liệu pháp với tế bào gốc. Đấy là các biện pháp điều trị hiện đại tổng hợp của Tây y. Đứng trên quan điểm phòng bệnh và kết hợp hai nền y học cổ truyền và hiện đại, chúng ta sống trên kinh, đúng không? Vùng Đông Nam châu Á chúng ta, vùng Việt Nam chúng ta có rất nhiều cây thuốc, cây con thuốc chữa được rất nhiều bệnh tốt. Vậy chúng ta phải kết hợp những cái thuốc từ cây con thuốc y học cổ truyền để kết hợp điều trị đột quỵ não cho nó tốt. Có rất nhiều ví dụ như là điều trị tăng huyết áp, chúng ta có cái dây thiều thanh, đúng không? Thế rồi điều trị để mà làm pháp của máu đông, hiện nay chúng ta có cái sản phẩm mà được một người Nhật nghiên cứu, đó là Natopet, chế từ cái đậu tương lên men, nó có tác dụng tiêu cái cục máu đông và thứ hai là phòng chống cái huyết khối. Thì đó là cũng là một trong những thuốc mà đã được dùng và có hiệu quả ở Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Hy vọng qua những thông tin này, độc giả đã có thêm những kiến thức xung quanh bệnh lý tăng huyết áp và tai biến mạch máu não. Và sau đây sẽ là phần nội dung chính của chương trình. Phó giáo sư Nguyễn Minh Hiện sẽ trả lời cho các độc giả các thắc mắc liên quan tới phòng ngừa tai biến mạch máu não do tăng huyết áp. Câu hỏi đầu tiên được gửi đến phó giáo sư là của bạn Phan Thị Thứ Minh đến từ thành phố Huế. Chào bác sĩ, tôi năm nay 39 tuổi, phát hiện bị cao huyết áp khoảng 3 tháng nay. Hiện tôi đang uống thuốc hạ huyết áp có hàm lượng 5mg. Tôi nghe người ta nói, nếu tôi đã uống thuốc hạ huyết áp thì phải uống lâu dài. Như vậy uống dài ngày như thế có ảnh hưởng gì không? Tôi đi tái khám cách đây 1 tháng, huyết áp 120/70. Vậy tôi có phải uống thuốc nữa không? Rất mong nhận được câu trả lời của bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ. Anh năm nay chưa đầy 40 tuổi đã phát hiện tăng huyết áp, được bác sĩ chỉ định cho uống một loại thuốc 5mg. Tôi nghĩ là khả năng nhiều là thuốc chặn canxi âm lọc. Thế và anh uống một thời gian, bây giờ huyết áp kiểm tra đã về 120/50, thì có phải uống không? Thì như vậy là thuốc huyết áp của anh đã trở về mức bình thường. Một là anh phải đo lại huyết áp trong vòng nhiều ngày liền, xem huyết áp có ở mức độ không, hay chỉ là xuống, gọi là xuống tạm thời. Nếu anh bỏ, anh đã bị chẩn đoán là tăng huyết áp rồi, anh uống nó xuống đến mức độ như thế này rất tốt, nhưng anh dừng thuốc một thời gian, không thần nó lại tăng lại. Như vậy tôi khuyên anh là vẫn giữ cái chỉ định điều trị của bác sĩ chỉ định. Thứ hai là đo huyết áp hàng ngày. Nếu huyết áp vượt trên số 120 như ban đầu tôi nói, từ 120 đến 139 đã là tiền tăng huyết áp, thì tôi nghĩ rằng là anh vẫn đủ. Và đã là chẩn đoán là bệnh tăng huyết áp thì phải uống thuốc suốt đời. Và khi chúng ta đo huyết áp hàng ngày, nhiều ngày mà nó về mức bình thường thì chúng ta có thể giảm được, hoặc có thể uống cách ngày. Nhưng một cái báo động là bất kể khi nào có thể đã tăng lên mà tăng biết. Nếu chúng ta không chú ý đo huyết áp hàng ngày, chúng ta không chú ý uống thuốc thường xuyên. Còn thuốc huyết áp chắc chắn uống thường xuyên thì bên cạnh cái mặt tốt của nó thì nó có cái tác dụng phụ, nhưng không đáng ngại, tác dụng không đáng ngại. Thuốc là con dao hai lưỡi. Ngay kể cả thuốc bổ, chúng ta gọi là thuốc bổ B1, B6C cũng có những người sử dụng
Như vậy tôi khuyên là anh vẫn phải đến khám bác sĩ định kỳ và đo huyết áp thường xuyên. Nếu huyết áp mà nó tăng trên 140 thì anh vẫn phải đo, chính là anh bị tăng huyết áp rồi đó, và phải uống thuốc nhiều ngày. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Như Ý đến từ Vĩnh Phúc. Cháu chào bác sĩ, bà cháu bị tai biến đã 3 tháng, tuy nhiên sức khỏe của bà cháu hiện giờ vẫn chưa hồi phục. Hiện tại bà cháu cử động chân tay khá khó khăn, nói cũng khó và không đi lại được. Bác sĩ cho cháu hỏi, bà cháu có hồi phục lại được như bình thường không? Cháu nên làm gì để bà cháu mau hồi phục? Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Bà cháu đã bị đột quỵ não, đã điều trị cấp cứu qua giai đoạn nghèo, bây giờ giai đoạn hồi phục. Thì vấn đề có hai vấn đề, một là dùng thuốc tiếp tục, thứ hai là điều trị phục hồi chức năng. Thì thuốc thang cháu vẫn phải theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thế còn chân tay chưa cử động được thì cháu phải tích cực vận động cho bạn. Đầu tiên là có thể là cho bạn ngồi dậy, sau đó cho bạn đứng dậy. Đấy, đỡ hai bên cho phải ngã, sau đó dìu bạn đi từng bước. Và cái chân tay bị liệt thì thường nó xuống nó cứng, cho nên là phải tập luyện hàng ngày, hàng giờ để tránh cái teo cơ cứng khớp, trả lại cái chức năng bình thường. Cho nên là giai đoạn này thì thuốc một phần, ăn uống một phần và tập luyện rất quan trọng. Vậy thì như trường hợp của bà bạn Như Ý thì có những chế độ dinh dưỡng nào cần lưu ý cũng như bác sĩ? Chế độ dinh dưỡng thì như vậy là chúng ta, một là đối với các cụ già, các phụ nữ thì chúng tôi không đề cập đến vấn đề là kiêng rượu, không thuốc lá. Nhưng ăn uống thì vậy là chúng ta cố gắng làm thế nào ăn ăn tối tiêu cho các cụ, hạn chế mỡ, nhất là ăn thịt gà, thịt vịt, da không mỡ. Ăn đậu, lạc, vừng, tôm, cua cáo, đó là những và đầy đủ rau xanh, không có phải kiêng gì đặc biệt cho các cụ. Tức là chế độ dinh dưỡng của cụ già là dễ tiêu, ít mỡ và tăng cường lượng rau xanh. Cảm ơn phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Thái Hòa đến từ Bình Định. Thưa bác sĩ, bố tôi bị cao huyết áp độ 2. Khoảng 3 tháng gần đây, bố tôi hay bị đau đầu dữ dội. Đi khám thì được chẩn đoán bị phình mạch máu não, có thể dẫn tới đột quỵ não và bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật kẹp túi phình. Sau phẫu thuật, bố tôi đã hoạt động được như người bình thường và hàng ngày phải uống thuốc hạ huyết áp. Xin hỏi sau phẫu thuật liệu bố tôi có thể bị đột quỵ não không và có biện pháp nào để phòng ngừa? Xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là bác đã bị phình mạch não và đã được phẫu thuật kẹp túi phình. Đó là giải quyết được cái nguyên nhân, một trong nguyên nhân chảy máu não. Và đối với người lớn tuổi thì không những là chảy máu não, nó còn có nguy cơ nữa là nhồi máu não. Cái vừa rồi, đợt vừa rồi điều trị chỉ là kẹp túi phình, nguy cơ của chảy máu não thôi. Nên có thể là tuổi cao vẫn có thể tăng huyết áp, vữa xơ động mạch thì có thể bị loại thứ hai là nhồi máu não. Cho nên vẫn phải đi khám định kỳ, vẫn phải dùng thuốc, vẫn phải hạn chế yếu tố nguy cơ như trên tôi vừa nói. Nếu có tăng huyết áp thì chỉ tăng huyết áp, nếu có rối loạn mỡ máu thì chỉ máu, nếu có đái tháo đường thì đái tháo đường, thì mình mong rằng là không bị đột quỵ não tái phát nữa. Vâng, trường hợp của bạn thì có thể chú ý về cái chế độ luyện tập như là hoạt động sinh hoạt gì không bác sĩ? Đến giai đoạn này thì cũng là một cái công thức chung thôi, ăn uống. Đấy, hạn chế mỡ, hạn chế đường, tăng cường rau quả, ăn tôm, cua, cá, đậu, lạc, vừng. Luyện tập thì hàng ngày ta phải duy trì luyện tập để phục hồi lại chức năng thần kinh đã bị khiếm khuyết những lần trước. Cho nên ăn uống thuốc men phục hồi chức năng phải, đó là một trong ba điều kiện. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Ngô Ngọc Tú đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, tôi bị cao huyết áp, đã dùng Latospec được 1 năm. Hiện nay huyết áp của tôi cũng đã ổn định hơn, ít choáng váng, mệt mỏi hơn. Tôi có nên tiếp tục dùng Latospec không? Và dùng Latospec lâu như vậy có ảnh hưởng gì đến cơ thể không? Tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ.
bạn bị tăng huyết áp, có nghĩa là bạn phải điều trị thuốc hạ huyết áp để về mức độ bình thường. Thế nào là bình thường? Như trên tôi vừa nói, tức là dưới 140, mà tốt nhất là đưa về mức dưới 130. Nếu bị đái tháo đường, bị bệnh thận thì huyết áp phải đưa về dưới 130. Đấy là điều trị huyết áp thường xuyên, liên tục, suốt đời. Còn Natopet là một cái thuốc, như trên tôi vừa nói, là một cái thực phẩm chức năng mà nó giúp cho quá trình cái điều trị nhồi máu não, làm cho tiêu cục máu đông, tránh những huyết khối. Thế nên cái này có thể dùng lâu dài được. Mà cái liều chúng ta có thể dùng là 2 viên một ngày hoặc 4 đến 4 viên một ngày. Nếu bị cấp thì dùng 4 viên, và điều trị để phòng thì anh dùng 2 viên. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Trần Huyền My đến từ Hải Phòng. Cháu chào bác sĩ, cháu muốn hỏi cho bố cháu năm nay 66 tuổi đã bị tai biến lần 1 cách đây 1 năm 3 tháng. Hiện tại sức khỏe đã đang phục hồi trở lại, đi lại bình thường, nói hơi ngọng, tay phải chưa cầm chắc được thìa. Hiện nay huyết áp của bố cháu vẫn đo hàng ngày có lúc 110/60, 95/62, 105/69. Dạ như vậy có sao không? Với cả trong lúc ăn bố cháu rất hay ho và thỉnh thoảng có những lúc ho ra chất nhầy màu trắng nhưng không phải là đờm thì có sao không? Thưa bác sĩ, xin lỗi bác sĩ. Bố cháu đã bị đột quỵ não hơn 1 năm nay rồi. Đó. Thế thì đây là cái giai đoạn hồi phục. Và như ban đầu tôi trình bày, sau khi hồi phục rồi thì anh vẫn phải điều trị ung thư nguy cơ để phòng tái phát ở ta. Vì theo cái thống kê, người bị đột quỵ não sau 5 năm thì tái phát tới 45%. Nếu anh không khống chế tốt ung thư nguy cơ, đó là tăng huyết áp, đó là đái tháo đường, đó là dẫn mỡ máu gần. Thế còn bố cháu bị thì còn ho hoặc là ăn bị sặc, thì thường thường những người đột quỵ não hoặc những người lớn tuổi ăn có thể bị sặc, ho có đờm trắng thì chúng ta phải đi khám chuyên khoa phổi xem bố cháu có bị bệnh phổi phế quản tắc nghẽn không, có bệnh lý gì về đường hô hấp không để kết hợp điều trị. Xin cảm ơn những bổ ích của phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hương đến từ Thái Bình. Xin chào bác sĩ, mẹ của cháu năm nay 51 tuổi bị tai biến xuất huyết não 2 năm nay. Hiện mẹ cháu có thể chống gậy đi trong nhà được nhưng thăng bằng của mẹ cháu rất yếu, chân trái và tay trái vẫn bị liệt. Mặt trái của mẹ cháu cứ giật suốt, có khi cháu còn nhìn thấy mặt mẹ giật nên mẹ cháu rất khó chịu. Từ ngày mẹ cháu bị thì cũng chưa đi chữa ở Hà Nội và Thái Bình, nhưng từ ngày mẹ bị mẹ cháu cũng đi chữa ở cả Hà Nội và Thái Bình nhưng vẫn không khỏi. Xin hỏi bác sĩ liệu mẹ cháu có cơ hội phục hồi thêm nữa không, và mẹ cháu liệu có hết co giật không? Trước đây ở các bệnh viện ở Hà Nội, các bác sĩ kê cho mẹ cháu thuốc hạ huyết áp Amlo 5mg một ngày. Mẹ cháu uống với huyết áp thường giữ ở mức 130/90, nhưng vừa rồi mẹ cháu đi bệnh viện ở Thái Bình, các bác sĩ nói uống Amlo giữ nước nên kê cho mẹ cháu uống Inap 5mg 2 viên một ngày, nhưng cháu thiếu uống Inap. Có những hôm huyết áp của mẹ cháu lên đến 150. Vậy cho cháu hỏi có nên dùng tiếp Inap không? Xin cảm ơn. Thứ nhất là mẹ cháu bị tai biến thì đây là giai đoạn phục hồi, mà phục hồi đây phải tính hàng quý, hàng năm, cho nên tùy theo mức độ nặng nhẹ của đột quỵ mà cái di chứng của nó nhiều ít. Mà để phục hồi di chứng này thì điều trị rất kiên trì. Bên cạnh cái điều trị cái bệnh chính, chúng ta phải điều trị những nguy cơ, đặc biệt mẹ cháu có tăng huyết áp. Uống Amlo thì tác dụng phụ Amlo là giữ nước, chúng ta có thể chuyển sang cách thức khác, ví dụ như là ức chế men chuyển của vaccine tác dụng phụ nó hay ho. Đấy, nếu kể cả vaccine kể Amlo mà vẫn có tác dụng phụ là ho hoặc là phù thì ta có nhiều các thể chuyển. Đấy, ví dụ như là hiểu nhẹ hoặc là chuyển sang ức chế beta. Đấy, cái này cháu nên đưa mẹ cháu đến chuyên khoa tim mạch để các bác sĩ có thể hướng dẫn và đổi thuốc cho mẹ cháu. Như trường hợp của bạn Hương này, nên đưa mẹ đến các chuyên khoa tim mạch để các bác sĩ có thể đổi thuốc ạ. Vâng, vâng.
Xin cảm ơn phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Tống Hoàng Giang đến từ Hà Nam. Xin hỏi bác sĩ, biểu hiện của tăng huyết áp thường là những triệu chứng gì? Xin cảm ơn bác sĩ. Tăng huyết áp, triệu chứng chủ quan thì thường thường chúng ta có thể thấy bừng bừng, những cơn bừng bừng nóng mặt. Hay gặp người béo thì lập tức chúng ta đo huyết áp, một động tác rất đơn giản. Đo huyết áp hàng ngày, như ban đầu, ban trên tôi vừa nói, tốt nhất là đo vào buổi sáng. Hoặc là đo huyết áp khi bệnh nhân được nghỉ ngơi khoảng 5 phút. Trước đó không uống cà phê, không hút thuốc lá mà thấy huyết áp nó tăng thì chúng ta phải đến khám chuyên khoa tim mạch để tìm nguyên nhân của tăng huyết áp và có những thuốc để điều trị cho nó phù hợp. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Vậy thì khi mà nhận thấy một trong những triệu chứng như trên thì nên đi khám tại các chuyên khoa tim mạch luôn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Thanh Lan đến từ Bắc Giang. Chào bác sĩ tư vấn cho tôi về cách phòng ngừa khi tăng huyết áp. Năm nay tôi 39 tuổi, tôi phát hiện mình bị huyết áp cao cách đây 2 năm. Lúc đó đo huyết áp là 140/90. Tôi vào viện làm thủ tục xin khám chữa bệnh và điều trị ngoại trú lấy thuốc hàng tháng. Nhưng đến thời điểm này huyết áp vẫn dao động ở mức trên, thậm chí còn lên tới 160/90. Tôi có đến bệnh viện tuyến trung ương nhưng không tìm ra nguyên nhân tại sao với tuổi như vậy mà bị huyết áp cao. Gia đình tôi không có ai huyết áp cao, mẹ tôi huyết áp thấp. Vậy bác sĩ tư vấn cho tôi cách phòng ngừa khi huyết áp tăng và các chế độ sinh hoạt hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Chị mới 39 tuổi đúng không? Và mới 39 tuổi mà đã phát hiện tăng huyết áp. Gia đình thì không có ai tăng huyết áp vì huyết áp là một trong những bệnh mang tính chất di truyền. Cho nên nếu bố mẹ tăng huyết áp thì chắc chắn trong số con cái sẽ bị tăng huyết áp. Nhưng mà gia đình chị thì không có ai bị tăng huyết áp mà lại phát hiện tăng huyết áp ở cái tuổi trước 40. Đã đi khám các bệnh viện chưa tìm rõ nguyên nhân như trên tôi vừa nói. Chúng ta chỉ tìm được nguyên nhân khoảng 10%, còn lại 90% chưa rõ nguyên nhân, chứ không phải là không nguyên nhân. Bây giờ chị đã bị tăng huyết áp rồi thì nên đi khám định kỳ ở các chuyên khoa tim mạch để các bác sĩ điều chỉnh thuốc. Chị uống thuốc nhưng huyết áp không được bình thường, có nghĩa là liều thuốc nó chưa đủ, phải tăng liều hoặc phải đổi thuốc. Và muốn điều trị huyết áp có hiệu quả thì chúng ta phải kết hợp nhiều biện pháp chứ không phải chỉ thuốc. Điều chỉnh lối sống là 1, tập luyện thể thao là 2, ăn uống là 3, chống béo phì và thuốc. Thì 4 vấn đề đó thì chỉ có thể là giữ được cái huyết áp. Và bây giờ tôi khuyên chị nên đến khám kiểm tra tổng thể để người ta có thể điều chỉnh cái liều lượng thuốc cho chị hoặc là đổi sang thuốc khác để đưa con số huyết áp về dưới 140. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ thêm cho bạn Thanh Lan về các cái chế độ sinh hoạt hàng ngày lưu ý đấy ạ. Chế độ sinh hoạt hàng ngày đó là thay đổi lối sống đấy. Và thứ nhất, ăn uống thì chúng ta phải hạn chế mỡ, hạn chế đường, hạn chế tăng cân, tăng cường tập thể dục thể thao, đúng không? Phù hợp với sức khỏe. Chứ không phải như vậy là tập đến mức độ mà tập thế nào là gắng sức, là quá đà, tức là tập đến mức độ phải thở hổn hển, tức là đấy là gắng sức. Đi bộ nhanh, thế nào là đi bộ nhanh? Đi bộ khoảng 1 tiếng được khoảng 6-7 km là đi bộ nhanh. Đi bộ mà chúng ta vẫn thể nói chuyện được bình thường thì đó là vừa sức. Cho nên là cái đi bộ, cái luyện tập của thể thao vừa sức rất quan trọng. Thì bên cạnh cái ăn uống này, cái luyện tập thể thao này, thể dục này, thế là thay đổi lối sống này, giảm cân này, thế và phát hiện những cái bệnh có thể liên quan đến cái tăng huyết áp, có đái đường không, có rối loạn lipid máu không. Nếu có rối loạn lipid máu thì phải điều trị, phải giảm chế độ ăn và phải có thuốc điều trị hạ lipid máu xuống. Nếu tiểu đường thì chúng ta phải điều trị tiểu đường, tức là phải phát hiện những yếu tố nguy cơ mà nó có thể làm nó tăng nặng cái bệnh tăng huyết áp lên. Đó là một phần tổng hợp chứ không phải chỉ có thuốc men. Ngoài cái chế độ sinh hoạt hàng ngày hợp lý cho bệnh nhân tăng huyết áp thì bạn Thanh Lan cũng nên đi
đi khám tại các cơ sở chuyên khoa để có thể thay thuốc để có thể có cái hiệu quả trong điều trị tăng huyết áp. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Vương Thị Luyến đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 56 tuổi bị cao huyết áp thường là 170/100. Có nhiều lúc đi kiểm tra bác sĩ đo là 190/100. Mẹ tôi uống thuốc rất đều đặn mỗi ngày nhưng huyết áp đo thường là 150/90. Cho tôi hỏi là mẹ tôi uống thuốc đều như vậy, tại sao huyết áp vẫn cao thế và để phòng tránh tai biến mạch máu não thì cần có biện pháp như thế nào? Mong bác sĩ cho lời khuyên, xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là mẹ bạn điều trị thế là chưa đạt được không? Chúng ta điều trị bằng thuốc, bằng thay đổi đời sống, bằng luyện tập thể thao, bằng chế độ ăn uống để huyết áp phải về dưới mức bình thường, tức là dưới 140. Nhưng mà huyết áp của mẹ bạn không khi nào về dưới đó, về dưới mức đó, có nghĩa là điều trị chưa đạt hiệu quả. Ta phải xem lại liều thuốc, thuốc chưa đủ liều. Đấy. Một loại thuốc mà không đủ thì chúng ta phải kết hợp loại thuốc thứ hai. Cái bậc thang điều trị chúng ta hiện nay là có thuốc lợi tiểu, có thuốc chế canxi, có thuốc chế men chuyển và có thuốc chế beta và một số thuốc khác. Một thuốc mà không được thì phải sang thuốc thứ hai, kết hợp thuốc thứ hai hoặc đổi thuốc. Thuốc thứ hai không được phải kết hợp với một loại thuốc thứ ba, có nghĩa là bạn phải đến chuyên khoa tim mạch để các bác sĩ chỉnh lại liều thuốc, có thể phải phối hợp thuốc, có thể phải tăng liều thuốc và kết hợp với các biện pháp tôi vừa nói trên thì mới đạt được cái huyết áp về mức độ bình thường. Dạ vâng, bạn cũng rất muốn được phó giáo sư tư vấn thêm về phương pháp phòng tránh tai biến mạch máu não. Huyết áp là một trong những nguyên nhân, đồng thời là thủ phạm của đột quỵ não. Vậy muốn phòng chống được đột quỵ não, muốn phòng chống được bệnh tim mạch thì anh phải đưa huyết áp về dưới mức bình thường. Vâng, thì việc điều trị cao huyết áp có hiệu quả chính là một cái phương pháp để phòng tránh cho biến mạch máu não. Đúng vậy. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Thu Hương đến từ Hà Nam. Thưa bác sĩ, mẹ cháu năm nay 55 tuổi bị cao huyết áp đã lâu, thi thoảng mẹ cháu vẫn đo máy và huyết áp là 140 mm thủy ngân. Hàng ngày mẹ cháu vẫn uống thuốc giảm huyết áp thường xuyên. Vậy mẹ cháu có cần phải uống thêm thuốc gì khác không để chống tai biến sau này? Mẹ cháu đã bị tai biến nhẹ một lần cách đây 4 năm và cháu có mua một viên thuốc của Trung Quốc dành cho người cao huyết áp. Điều mẹ cháu uống có được không thưa bác sĩ? Xin cảm ơn bác sĩ. Mẹ cháu đã bị tai biến một lần rồi và huyết áp bây giờ giữ 140. Thì như vậy là gọi là tương đối thôi. Tôi nói là từ 140 đến 159 là tăng huyết áp một, mà mục đích của chúng ta điều trị là đưa huyết áp về dưới 140, mà tốt nhất là dưới 130, lý tưởng là 120. Thế như vậy là cái điều trị tăng huyết áp thì mới gọi là tạm ổn thôi. Cố gắng đưa huyết áp dưới 130, lý tưởng là dưới 120. Thế mà đã bị tai biến rồi thì nguy cơ sẽ bị tai biến lại. Nếu chúng ta không kiểm soát tốt cơ nguy cơ tôi vừa nói trên, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mạch máu. Bên cạnh cái điều trị tăng huyết áp rồi thì vẫn phải có thuốc điều trị để củng cố phục hồi chức năng thần kinh, đó là thuốc dinh dưỡng bảo vệ thần kinh. Thì như vậy này, cháu phải đưa mẹ đến chuyên khoa thần kinh, chuyên khoa tim mạch, hai chúng ta phối hợp với nhau để chữa cái di chứng của tai biến não, đồng thời chữa cái tăng huyết áp thì mới mong rằng là không có đột quỵ tái phát hoặc là không có các cái biến chứng về tim mạch nguy hiểm tính mạng, ví dụ như nhồi máu cơ tim. Bạn có nói rằng là có mua một viên thuốc của Trung Quốc dành cho người cao huyết áp, tuy nhiên là không nêu rõ là viên đó. Tôi đoán là cái viên mà hiện nay chúng ta vẫn hay dùng, đó viên An Cung Lưu Hoàng đó. Viên An Cung Lưu Hoàng là cái viên thuốc của đồng nhân đường Trung Quốc mà nhiều người hiện nay đang có trong tay trong nhà, nói rằng là để phòng khi một đột quỵ xảy ra. Thì theo nghiên cứu thì thực tế nói thì cái viên này là nếu là viên chính hiệu của đồng nhân đường ấy, thì nó có tác dụng để hỗ trợ điều trị đột quỵ não và chúng tôi đã dùng cho bệnh nhân.
liều tối đa, tối thiểu là 3 viên một đợt, nhưng mà chỉ có tác dụng là trong điều trị thôi chứ phải phòng. Khi đột quỵ xảy ra thì chúng ta có thể bên cạnh cái liệu pháp điều trị cơ bản hiện đại chúng tôi phải điều trên, thì có thể kết hợp được cái viên nguy hoàng này uống vào buổi sáng sau ăn, tối thiểu 3 viên một đợt. Cái ăn cung này là chỉ có tác dụng là điều trị, điều trị chứ không phải là phòng ngừa tai biến. Vâng, xin cảm ơn những thông tin bổ ích của giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đức Thiện đến từ Quảng Ninh. Thưa bác sĩ, ông tôi năm nay 79 tuổi, huyết áp tâm thu của ông trên 145 mm Hg và huyết áp tâm trương dưới 75 mm Hg. Ông tôi đã có tiền sử bị thiếu máu não thoáng qua một lần cách đây 2 năm. Xin hỏi với mức huyết áp hiện nay như vậy thì ông tôi có thể bị đột quỵ não lần 2 không? Xin cảm ơn bác sĩ. Cơn thiếu máu thoáng qua là một trong những yếu tố nguy cơ báo hiệu sẽ là nhồi máu não. Thế còn huyết áp tâm thu hơn 140-145, chúng ta phải phân biệt là tăng huyết áp thì có tăng huyết áp đồng thời cả tâm thu và tâm trương. Tức là tâm thu là trên 140, tâm trương là trên 90. Hoặc là chỉ tăng huyết áp tâm trương, hoặc là chỉ tăng các tâm thu. Như vậy nếu mà bạn nói nhiều lần huyết áp của ông bạn 145 có nghĩa là tăng áp, thì vẫn phải dùng thuốc để hạ áp xuống về mức bình thường, có nghĩa là tốt nhất là 130 trở xuống thì mới phòng được đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim. Sẽ có khả năng, và tại vì không biết khi nào nó tăng lên 160-170. Vâng, vâng, xin cảm ơn phó giáo sư. Và câu hỏi tiếp theo gửi đến phó giáo sư là của bạn Phạm Văn Quyết đến từ Đà Nẵng. Chào bác sĩ, tôi thường xuyên thấy choáng đầu, mệt mỏi. Khi đi khám thì bác sĩ bảo là bị tăng huyết áp và rối loạn lipid máu đã 2 năm nay. Tôi đã dùng Natospec được gần 1 năm. Hiện nay sức khỏe của tôi đã khá hơn trước rất nhiều, cơ thể không còn thấy mệt mỏi, lơ lửng nữa. Vậy tôi có cần tiếp tục dùng Natospec nữa không? Xin hoàn cảm ơn. Tăng huyết áp, bạn đã đi khám được xác định là tăng huyết áp và đã điều trị. Thứ hai là có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, không? Mệt mỏi. Và sau khi điều trị huyết áp và sau khi dùng Natospec 1 năm, thấy rằng là hiệu quả rất tốt. Như vậy tôi khuyên bạn tiếp tục dùng với cái liều phòng, tức là 2 viên hàng ngày. Trường hợp bạn biết là vẫn nên tiếp tục sử dụng Natospec với liều phòng ngừa là 2 viên một ngày. Vâng, xin cảm ơn thông tin của giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Quang Điệp đến từ Hải Phòng. Thưa bác sĩ, cơn đột quỵ não lần 2 khiến ông nội tôi bị liệt nửa người. Sau 3 tháng dùng thuốc và tập vật lý trị liệu, ông tôi đã chập chững đi được vài bước. Và cách đây 6 tháng, ông tôi bắt đầu sử dụng Natospec và đến nay ông tôi đã chủ động được dễ dàng hơn, sức khỏe cải thiện, ăn uống ngon miệng hơn. Xin hỏi ông tôi có nên tiếp tục dùng Natospec không? Và sản phẩm này có gây tương tác với các loại thuốc khác không? Xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là ông bạn rất may, bị lần 2 mà bây giờ đã phục hồi như này rất may, đúng không? Bên cạnh những cái thuốc điều trị để phục hồi thần kinh, dinh dưỡng bảo vệ tế bào thần kinh, những thuốc điều trị yếu tố nguy cơ, ví dụ tăng huyết áp, đai thao đường, thì như vậy Natospec vẫn tiếp tục được dùng, và với cái liều 2 viên một ngày thì có thể dùng hàng ngày thì rất tốt, không có tương tác với các thuốc khác, vì thuốc này thực tế được chế từ đậu nành mà người Nhật là một món ăn khoái khẩu của họ ăn hàng ngày, thì chúng ta cũng qua quá trình dùng một thời gian không có biến chứng, không có độc hại, không tương tác với thuốc khác, và chúng ta xác định nó là thuộc chức năng, cho nên đã dùng hàng ngày không có sao. Tôi khuyên bạn là vẫn cho bạn tiếp tục dùng bên cạnh cái tập luyện, bên cạnh điều trị không nguy cơ khác để tránh đột quỵ các bạn. Cảm ơn phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Văn Trương đến từ Hưng Yên. Thưa bác sĩ, bố tôi đã bị tai biến mạch máu não lần 1 vào đầu năm 2013. Bác sĩ điều trị cho biết nguyên nhân gây tai biến là do bố tôi bị huyết áp cao mà không điều trị đúng cách. Sau tai biến, bố tôi đã uống thuốc hạ huyết áp mỗi ngày nhưng cơ thể suy nhược. Xin hỏi ngoài biện pháp dùng thuốc thì bố tôi có thể áp dụng một phương pháp nào để ổn định huyết áp không? Làm sao để ngăn chặn tai biến tái phát? Xin cảm ơn bác sĩ.
huyết áp chỉ là một trong những nguyên yếu tố nguy cơ gây đột quỵ não. Khi mà chúng ta đã khống chế huyết áp rồi thì chúng ta phải khám toàn thân xem cái gì gây đến suy nhược cơ thể, cái gì không phục hồi lại sức khỏe ban đầu của bệnh nhân để chúng ta điều trị kết hợp, chứ không phải chỉ riêng về huyết áp, biết đâu có thể bệnh nhân còn có một bệnh tật gì khác về đường hô hấp, đường tiêu hóa vân vân mà làm cho cơ thể nó chậm phục hồi. Thì tôi khuyên bạn nên đưa ông đến một cái bệnh viện để khám tổng thể xem là có bệnh gì kết hợp hay không để tiếp tục điều trị. Bên cạnh cái điều trị phục chức năng, bên cạnh cái ăn uống thì các cái thuốc khác và điều trị phục kết hợp rất quan trọng. Vâng, thì ngoài việc dùng thuốc thì có một phương pháp nào khác có thể chữa bệnh huyết áp không thưa bác sĩ? Như ban đầu tôi vừa nói rồi, không phải chỉ dùng thuốc để điều trị huyết áp mà chúng ta phải kết hợp với thay đổi lối sống, đúng không? Với tập luyện, với giảm cân, vân vân để thay đổi. Bắt buộc phải sử dụng thuốc. Thuốc phải là một trong những mấu chốt chính và kết hợp với như vậy là điều trị đúng nguy cơ, kết hợp với thay đổi đời sống, kết hợp với tập luyện. Vâng, xin cảm ơn bác sư. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Bùi Hoàng Anh đến từ thành phố Hải Dương. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 42 tuổi, đã bị tăng huyết áp nhiều năm, hàng ngày đều uống thuốc đều đặn, ngày uống 2 viên là Natrilic 1,5mg và Aglo. Có những hôm đo huyết áp lên tới 150/110, khả năng là hôm trước uống rượu. Nếu không uống rượu thì đo huyết áp thường là 110/90, 115/95 và 120/100. Chỉ số trên nhau là 20 mmHg. Tôi xin hỏi là có phải tôi bị huyết áp kẹt không? Việc trên nhau 20 mmHg thì có nguy hiểm không? Và tôi phải uống thuốc gì để huyết áp bình thường? Tôi cao 1m60 và nặng 70kg. Xin cảm ơn. Bạn đang dùng hai thuốc để hạ huyết áp, đó là lợi tiểu Natrilic và trên canxi đó là Aglo. Thì như vậy là huyết áp giữ được mức độ tương đối bình thường và bạn uống rượu nó tăng thì tôi khuyên là nên bỏ rượu. Những người mà có tăng huyết áp nên bỏ rượu bia, bỏ thuốc lá. Thế và cái huyết áp chênh nhau 20 huyết thể ngân không đáng ngại lắm, đây không phải là kẹt. Thì chúng ta có thể có như trên tôi vừa trình bày, tăng huyết áp tối đa và tối thiểu, tăng huyết áp tối đa không và chỉ tăng huyết áp tối thiểu, đó cũng là một loại tăng huyết áp. Thì nếu tăng huyết áp tối thiểu thì chúng ta tăng cường lợi tiểu đi một chút, Natrilic có thể không phải là một viên một hai viên, thì tối thiểu nó có thể xuống hạ cái giảm cái lượng máu lưu hành xuống. Vậy thì huyết áp kẹt là như thế nào bác sĩ? Đây không phải là kẹt, và kẹt có nghĩa là cái số huyết áp tối đa tối thiểu nó gần nhau. Nghĩa là trong trường hợp của bạn Bùi Hoàng Anh này thì phải đi khám lại để có thể điều chỉnh lại cái liều thuốc. Cái liều thuốc giữa hai loại thuốc này đúng không bác sĩ? Có thể tăng cường lượng tiểu lên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phan Sinh Điệp đến từ Thái Nguyên. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 36 tuổi, có triệu chứng cao huyết áp từ năm 16 tuổi, sau đó lại bình thường. Và 10 năm sau thì thấy đau đầu, đi khám thì bác sĩ cho biết huyết áp cao nhưng không điều trị. 9 năm sau nữa, tức là năm 2011 thì huyết áp của tôi là 150/100. Bác sĩ có cho uống thuốc một thời gian thấy ổn định, tôi bỏ không uống nữa. Đến tháng 10 năm 2012 có điều trị ở trung tâm y tế huyện 10 ngày, lúc này huyết áp chỉ xuống còn 140/100. Tôi lại bỏ thuốc một lần nữa. Và tháng 5 năm 2013 huyết áp của tôi là 170/100. Xét nghiệm kết luận vô căn, bác sĩ cho rằng là quá cao ở tuổi này và cho hướng điều trị với 5 loại thuốc hạ huyết áp với lời can dặn là phải tuân thủ đúng điều trị. Sau gần 2 tháng uống thuốc, huyết áp ổn định dần, có lúc 130/90 hay là 120/80 tùy thời điểm đó trong ngày. Lần này tôi chắc chắn sẽ uống thuốc liên tục và có lẽ là suốt đời. Xin bác sĩ cho biết với huyết áp như vậy thì tôi có nên đi bộ vào buổi sáng hay buổi chiều, thời gian đi là bao nhiêu phút và có nên chơi cầu lông hay bóng chuyền không, việc ngồi lâu với màn hình máy tính thì có ảnh hưởng gì không? Như vậy là bạn rất chủ quan của mình, đúng không? Đã nhiều lần được báo động tăng huyết áp nhưng rồi uống thuốc lại bỏ thuốc và đến bây giờ là chính xác là huyết áp cao và có khi lên tới 160/120, đúng không? Đấy là con số báo động, con số có thể là nguy hiểm, có thể là gây biến chứng của đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
chắc là có thể bạn hiểu nhầm, chứ không bao giờ lại phối hợp 5 loại thuốc huyết áp với nhau đâu. Có thể trong các loại thuốc đó phối hợp đến 1, 2, 3, 4 là cùng, chứ không ai phối hợp nhiều loại thuốc như thế với huyết áp chỉ số của bạn. Có thể bên cạnh đó còn là các thuốc khác, thuốc bổ hoặc là thuốc bảo vệ thành mạch hoặc là thuốc ức chế tiểu cầu. Thế thì cái chỉ định thuốc này là hoàn toàn do bác sĩ chỉ định. Việc tăng giảm liều, việc kết hợp thuốc là do bác sĩ tim mạch chỉ định. Và chỉ khuyên bạn là uống thuốc đều đặn. Và thứ hai, như bắt đầu tôi vừa nói rồi, không phải chỉ có thuốc, bạn vẫn tập thể dục thể thao mà phù hợp với sức khỏe mình. Kết hợp với ăn uống, kết hợp với đi bộ, kết hợp với thay đổi lối sống. Nếu nghiện thuốc bỏ thuốc, nghiện chè bỏ chè, đúng không? Nghiện rượu uống bia thì bỏ rượu uống bia. Thế bạn không có cuộc sống bình thường với điều kiện uống thuốc, luyện tập thể thao vừa sức và thay đổi lối sống. Bạn cũng muốn được bác sĩ tư vấn là như trường của bạn thì nên đi bộ vào buổi sáng hay buổi chiều và thời gian nào? Tốt quá, và tôi nói rồi, đi bộ có thể chúng ta và hai thời điểm, một là buổi sáng sớm, đúng không? Và hai thời điểm đều được, hoặc đi bộ buổi tối. Mỗi một ngày cố gắng đi bộ 30 phút, đi bộ nhanh. Đi bộ nhanh có nghĩa thế nào? Một tiếng phải đảm bảo khoảng 6-7 km. Thế đi bộ nhanh. Thời gian thì tùy thuộc vào sức khỏe của bạn. Vâng, tùy thuộc sức khỏe. Có nên chơi cầu lông hay bóng chuyền không, và ngồi làm việc lâu với máy tính thì có ảnh hưởng gì không? Cầu lông và bóng chuyền thì thực tế đây là hai cái môn thể thao tương đối nặng, đúng không? Thì bạn chơi mà không thấy mệt thì vẫn chơi được. Thứ hai, ngồi máy tính lâu cũng tốt lắm. Phải có thời gian như vậy là làm công việc khác thay đổi đi. Vì ngồi lâu nó sẽ gây ra, có thể gây đau phì. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo được gửi đến phó giáo sư là của bạn Vũ Tùng đến từ Thái Bình. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 60 tuổi, mắc huyết áp cao hơn 3 năm. 6 tháng trước, tôi bị tai biến mạch máu não và được cấp cứu kịp thời nên chỉ bị khó cử động ở các ngón tay. Xin hỏi có phải huyết áp cao là nguyên nhân dẫn tới tai biến mạch máu não không? Với trường hợp của tôi thì cần điều trị như thế nào cho hiệu quả và làm sao để ngăn chặn bệnh tái phát? Xin cảm ơn bác sĩ. 60 tuổi, bạn. Như vậy là rõ ràng đây huyết áp cao chính là nguyên nhân gây bệnh não. Rất may cho bác là bác bị nhẹ và bây giờ chỉ khó cử động ngón tay thôi. Vì vậy để phòng mà khỏi tái phát đột quỵ não hoặc là các biến chứng khác của tăng huyết áp thì tôi khuyên bác là bác vẫn phải thường xuyên đến khám ở chuyên khoa tim mạch và uống thuốc thường xuyên, kết hợp với ăn uống, kết hợp với luyện tập để tránh tái phát. Vì sau 5 năm tỷ lệ tái phát đột quỵ não tới 45-50%, tức là một nửa số bệnh nhân sau 5 năm. Như vậy nếu chúng ta không phòng tốt cấu trúc nguy cơ, đặc biệt bác có tăng huyết áp mà không điều trị huyết áp tốt, thì nguy cơ tái phát đột quỵ não lần hai rất dễ xảy ra, và lần hai bao giờ cũng nặng hơn lần một, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chị trường hợp của bác Vũ Tùng thì định kỳ đi khám trong thời gian bao lâu thì tốt nhất được? Hàng tháng, có cái hàng tháng bệnh nhân phải đến cơ sở y tế để khám bệnh. Nếu bác có bảo hiểm y tế hoặc không bảo hiểm y tế, cô bác cũng vẫn phải đến cơ sở khám bệnh. Theo cái chỉ dẫn của bác sĩ tim mạch có thể là 3 tháng một lần, có thể là 2 tháng một lần, có thể 1 tháng một lần, tùy theo mức độ bệnh của bác. Và như trường hợp của bác Vũ Tùng thì nên có chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý, đồng thời đi khám định kỳ hàng tháng sức khỏe chuyên khoa tim mạch. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Huỳnh Ngọc Hoan đến từ Đà Nẵng. Thưa bác sĩ, vợ tôi 45 tuổi bị bệnh huyết áp cao, tai biến mạch máu não vào tháng 3 năm 2012 và bây giờ đã đi lại bình thường. Nay tiếp tục điều trị tại nhà theo bác sĩ chuyên khoa. Hiện nay đi lại bình thường, việc làm việc nhẹ nhưng huyết áp không ổn định, hay nhức đầu, nhức mỏi và mất ngủ. Vậy kính mong bác sĩ tư vấn cách điều trị tại nhà tốt nhất. Xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là qua các khoản trên chúng ta thấy rằng là hoàn toàn những người không phải là già, đúng không? Có những người 35, 39 tuổi, có người 45 tuổi, chị ở đây 45 tuổi mà đã bị tăng huyết áp và tai biến một lần rồi. Như vậy là huyết áp tăng chính là thủ phạm và cũng đồng thời là nguyên nhân
là yếu tố nguy cơ của đột quỵ não. Sau khi điều trị, rất may cho chị là phục hồi tương đối tốt. Bây giờ vẫn phải cần uống thuốc huyết áp đều đặn, điều chỉnh chế độ ăn, tập luyện để mau chóng trở lại để bình phục và đừng để tái phát lần hai. Muốn khỏi tái phát lần hai thì chúng ta phải uống chế độ huyết áp, chúng ta phải như vậy là phòng chống được nguy cơ như trên tôi vừa nói. Vâng, xin cảm ơn những cái hữu ích của phó giáo sư. Và câu hỏi tiếp theo được gửi đến phó giáo sư là của bạn Trần Thị Thanh Thắng đến từ Tây Ninh. Thưa bác sĩ, hôm trước khi ngồi học xong, lúc ra về thì bên phía ngực trái ở phần tim hay phổi gì đó nó rít lên rất đau, như có sợi dây gì đó vướng vào. Nhưng mọi lần thì chỉ trong vài phút sẽ hết, nhưng đã gần 2 ngày rồi mà nó không hết đau. Cho con hỏi là cơ thể con có thể nó bị làm sao và nên xử lý như thế nào? Xin cảm ơn. Đau ngực trái có nhiều nguyên nhân. Từ ở ngoài vào có thể có cơ, có thần kinh, có màng phổi, có tim. Như vậy nếu bạn đau ngực trái mà ở những người lớn tuổi mà có tăng giáp thì đó là cơn đau cân ngực. Nghĩ nhiều là người đầu tiên. Thế còn đối với bạn, năm nay thì không nói tên nhưng mà không hiểu là tuổi có vẫn đang còn học. Đang đi học thì ít khi nghĩ đến cái nhồi máu cơ tim, đúng không? Thì cháu nên đi đến khám xem là nguyên nhân nó ở đâu. Như là tôi vừa nói, có thể nó là cái đau cơ thành ngực, có thể là thần kinh liên sườn, có thể là bệnh phổi màng phổi, bệnh màng tim, thì cháu nên đến bệnh viện khám để tìm nguyên nhân là cái gì. Ở Tây Ninh thì có thể đến chuyên khoa tim mạch tại bệnh viện Đa khoa Bệnh viện và tỉnh. Vâng, xin cảm ơn lời khuyên bổ ích của phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Kim Anh đến từ Trà Vinh. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho biết sao bố tôi bị tai biến lần đầu, ông có triệu chứng mất ngủ thường xuyên, lúc điều trị đã có thể đi lại nhưng rất là yếu và hay mất thăng bằng, dễ bị ngã. Ông rất thường xuyên đi lại mà không gọi sự giúp đỡ nên thường bị ngã, giọng nói thì ngọng đi. Muốn phục hồi đi đứng mà giữ được thăng bằng thì điều trị bằng thuốc gì? Và thuốc bệnh viện cho uống hết mà gây cho bố tôi bị táo bón suốt 1 năm mà thấy đi đứng không giữ thăng bằng được, dễ bị ngã. Gia đình rất lo lắng vì tuổi năm nay đã cao, ông đã 79 tuổi mà bị nhồi máu cơ tim, thận sỏi hai bên quả thận, một thận 6cm và một thận là 10cm là sỏi san hô. Xin bác sĩ giúp cho biết hướng điều trị, xin cảm ơn bác sĩ. Năm nay cũng đã 79 tuổi rồi và có rất nhiều bệnh mà hoàn toàn là những bệnh nặng, theo như bạn nói, sỏi thận, đúng không? Thế rồi như vậy là bệnh tim, rồi bị tai biến. Thế bây giờ cũng phục hồi ở cái tuổi 79, không bị bệnh cũng đã thấy đi lại, đã thấy yếu rồi. Thế bây giờ rất may là phục hồi được, thì nên đi như vậy là một là có người trợ giúp, hai là phải có cái gậy hoặc là có cái nạng để tránh bị ngã. Nếu người già bị ngã rất dễ, một là xẹp cuộc sống, hai là gãy cổ xương đùi còn nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên không nên để cho ông đi một mình, có người trợ giúp hoặc là có dụng cụ để ông vịn đi lại. Thế còn những cái bệnh khác như bạn vừa nói, sỏi thận thì phải đến trung tâm tiết niệu, có bệnh tim, nhất là nhồi máu cơ tim kiểu trung tâm tim mạch. Ở cái tuổi 79 là cái tuổi mà thất thập cổ lai hy rồi, nên là chăm sóc các cụ phải hết sức chu đáo. Tôi rất sợ là hay ngã, và nói hay ngã là rất dễ gãy, một là gãy cổ tay và gãy cột côn, hai là gãy cổ xương đùi, ba là nếu ngã ngồi thì sẽ cuộc sống rất nguy hiểm. Cho nên đối với các cụ già mà đã bị tai biến, đã có nhiều bệnh thì phải có người trợ giúp bên cạnh. Vâng, xin cảm ơn lương bổ ích của phó giáo sư. Và câu hỏi tiếp theo được gửi đến phó giáo sư là của bạn Nguyễn Kim Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con chào bác sĩ, con tên là Nguyễn Kim Anh. Bác sĩ cho con hỏi huyết áp của bố con năm nay 50 tuổi là 180/90 mmHg. Bố con hiện đang dùng thuốc hạ huyết áp. Con có nghe nói huyết áp cao dễ bị tai biến và con muốn tìm hiểu thông tin về sản phẩm Lactospec phòng ngừa tai biến. Theo bác sĩ, bố con có nên dùng Lactospec phòng ngừa tai biến không? Nếu dùng thì dùng với liều như thế nào ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Huyết áp 150 có nghĩa là cao huyết áp độ 1. Vậy bạn phải đưa bố bạn đến một cái bệnh viện để khám theo sự chỉ dẫn của bác sĩ tim mạch.
đưa huyết áp về dưới mức bình thường, tức là dưới 140, mà tốt nhất là dưới 130 trở xuống. Thứ hai là huyết áp cao có thể gây tiểu não, có thể gây nhồi máu, có thể gây nhồi máu cơ tim. Natto stress thì chỉ phòng được là nhồi máu não thôi. Thì muốn phòng nhồi máu não thì cái liều mà uống hàng ngày Natto stress 2 viên là hợp lý và dùng hàng ngày. Được. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Hoài đến từ Hà Nam. Chào bác sĩ, bố tôi năm nay 57 tuổi, lâu nay chưa đi đo huyết áp. Gần đây bố tôi có biểu hiện lạ là thi thoảng cái ngón tay tự nhiên nổi mạch máu thâm tím và rất đau. Sau khi sao, vút một lát thì hết. Vậy có phải là bố tôi bị tắc mạch chi không? Và bố tôi có nguy cơ bị tai biến mạch máu não không? Xin bác sĩ tư vấn và bố tôi cần phải điều trị như thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy đây là một trong những triệu chứng của khả năng là tắc mạch chi. Cái tắc mạch chi nó có nhiều nguyên nhân. Một là vữa sơ động mạch và hai là chú ý xem có thể tiểu đường không. Đó là một cái triệu chứng mà nếu không điều trị thì có thể khả năng phải tắc mạch chi. Cho nên bạn tốt nhất bạn nên đưa bố bạn đến bệnh viện để khám tổng thể xem lý do là do bệnh gì để chúng ta có cách điều trị cụ thể. Vậy thì như trường hợp của bố bạn này nên đi khám tại chuyên khoa nào? Nên đi khám nội tổng hợp và xem có phải đái đường không, tại vì đái đường rất dễ tắc mạch chi, vữa sơ động mạch tắc mạch chi. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên bổ ích của giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Hà đến từ Tuyên Quang. Thưa bác sĩ, bệnh nhân 60 tuổi đã từng bị đột quỵ cách đây 6 năm, liệt nửa người không nói được. Vào ngày 19 tháng 6, bệnh nhân bị tai biến lần 3, liệt toàn thân, khó thở, nhịp tim nhanh, huyết áp là 160/120 mmHg. Bệnh nhân đã được điều trị thuốc lợi tiểu và hạ huyết áp nhưng không có hiệu quả. Xin bác sĩ cho biết làm cách nào để hạ huyết áp tối thiểu của bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân đã bị tai biến mạch máu não lần thứ ba, tức là rất là nguy hiểm. Trong đó có nhiều nguyên nhân, mà một trong nguyên nhân hiện nay đang tìm thấy đó là tăng huyết áp. Bạn chỉ dùng một hoặc hai cái thuốc mà huyết áp chưa hạ được về mức lý tưởng, mức bình thường, có nghĩa là chưa đủ liều hoặc chưa đúng thuốc, thì cái chỉ định này vẫn phải là các bác sĩ tim mạch xem là phối hợp thuốc như thế đã đủ chưa, liều dùng đã đủ chưa, và có thể chúng ta phải kết hợp 2-3 thuốc thì mới có thể đưa huyết áp về dưới mức hiện được. Vậy là trường hợp của bạn Hà này thì phải đi khám tại các bác sĩ chuyên khoa tim mạch để có thể phối hợp lại các cái loại thuốc hạ huyết áp. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Liễu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, tôi sinh năm 1968, làm kế toán tại Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có bệnh viêm xoang và rất dễ bị giật mình từ nhỏ, thường xuyên bị nhức đầu và trúng gió ở hai vai và cổ, hầu như phải cạo gió hoặc sử dụng Salbutamol ít nhất 3 lần một tuần. Có lần nhức đầu từ sáng đến tối, tôi uống Panadol suốt đêm không ngủ được. Sáng đến bác sĩ đo huyết áp đến 130. Mẹ tôi trước đây cũng hay bị nhức đầu từ trẻ, đến một lần bị quá mệt phải vào viện cấp cứu mới biết huyết áp tăng quá cao. Bác sĩ bảo đã bị tiềm ẩn từ lâu nhưng do sức khỏe tốt nên vượt qua. Đến giờ cao quá không chịu nổi mới ngã quỵ. Đến người khác thì nhẹ. Nếu người khác thì nhẹ lắm cũng phải bị liệt rồi. Tôi không biết mình có tiềm ẩn gì không, vì khi đi khám sức khỏe định kỳ trong cơ quan thì bình thường. Và tôi nên làm gì để không còn bị như vậy nữa? Xin cảm ơn bác sĩ. Nhưng ta đã biết là đau đầu thì có rất nhiều nguyên nhân đau đầu. Theo phân loại đầu quốc tế chúng ta có 13 nhóm nguyên nhân đau đầu. Mà một trong những bệnh về tai mũi họng mắt răng hàm mặt nó gây đau đầu. Bạn bị viêm mũi và thỉnh thoảng đau cổ vai thì tìm nguyên nhân đau đầu tốt nhất bạn phải đến chuyên khoa thần kinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nên đến như vậy là bệnh viện Chợ Rẫy hoặc bệnh viện 175 hoặc các bệnh viện lớn khám để tìm nguyên nhân đau đầu là cái gì. Và nếu bạn bị viêm mũi thì trong đó có một cái thuốc
mà chúng ta hay nhờ vào thuốc để chống ngạt mũi, naphazoline hoặc eferin, thì nó dễ gây ra tăng huyết áp. Hoặc là nếu người ta phải dùng corticoid nhỏ nữa, thì nếu nhỏ lâu ngày thì có thể đó là một trong nguyên nhân có thể gây tăng huyết áp. Nên tốt nhất bạn phải đi khám chuyên khoa tai họng trước để điều trị cái bệnh tai họng trước, rồi đó tìm có phải đó là cái bệnh mà có là căn nguyên gây đau đầu hay không, hay là căn nguyên đau đầu do cái khác. Như trên tôi nói là có 13 nhóm nguyên nhân gây đau đầu, để tìm nguyên nhân đau đầu là gì, chữa thì mình có thể có hiệu quả được. Vâng, xin cảm ơn những lời bổ ích của phó giáo sư. Và câu hỏi tiếp theo được gửi đến phó giáo sư là của bạn Nguyễn Thế Oanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ, mẹ em năm nay 51 tuổi. Kết quả khám bệnh gần nhất là mẹ bị rối loạn lipid máu, thoái hóa khớp, thỉnh thoảng gần đây có bị tăng huyết áp khi xúc động. Vậy xin phó giáo sư tư vấn cách phòng tai biến mạch máu não. Mẹ em có cần dùng thuốc bình ổn huyết áp mỗi ngày không? Xin cảm ơn. Mẹ bạn hiện nay là có rối loạn lipid máu, mà rối loạn lipid máu thì là một trong những yếu tố nguy cơ có thể gây tăng huyết áp và có thể gây ra đột quỵ não. Như vậy phải khám bệnh định kỳ, phải điều chỉnh bằng chế độ ăn uống, tập luyện thể thao và dùng những thuốc để hạ lipid máu xuống. Có rất nhiều nhóm thuốc hạ lipid máu, điển hình nhất là nhóm statin. Thì có thể là phải đi khám bệnh chuyên khoa để người ta có chỉ định cho mẹ bạn uống thuốc để hạ cái lipid máu xuống, và từ đó có thể là một cái yếu tố để phòng bệnh tăng huyết áp và đột quỵ não hoặc là những cái tim sau này. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hồ Thị Ngọc Hiếu đến từ thành phố Cần Thơ. Kính thưa bác sĩ, mẹ của tôi năm nay 51 tuổi, bị bệnh cao huyết áp đã nhiều năm, hiện đang theo dõi và uống thuốc của bác sĩ Tư. Bác sĩ cho hỏi là ví dụ mẹ của tôi có triệu chứng tai biến như mệt mỏi, tay chân không thể cử động, miệng không thể nói chuyện như là tai biến, thì lúc đó có thể sử dụng một vài động tác chữa trị giúp đỡ tại nhà rồi mới đưa đến viện hay phải đưa đến bệnh viện luôn? Nhưng nếu đưa đến viện liền thì có trường hợp gì xảy ra không? Bởi vì trong thời gian đợi xe mất thời gian và trên đường đi đến bệnh viện thì đoạn đường về hay sốc, có ảnh hưởng gì đến các mạch máu không? Mong bác sĩ tư vấn. Xin cảm ơn bác sĩ. Như bên trên tôi vừa nói, tức là những triệu chứng để chúng ta phát hiện bệnh nhân đột quỵ não tai ngạt đó là cái gì? Một là tự nhiên mù một trong hai mắt, hai là nói khó, ba là méo miệng, bốn là tê yếu chân hoặc tay hoặc nửa người. Đấy, thì đấy là những triệu chứng báo hiệu của đột quỵ não. Tốt nhất là đưa đến một cơ sở y tế gần nhất để những người có chuyên môn, bác sĩ hoặc y sĩ khám bệnh phát hiện và có cách xử lý. Không nên cạo gió, không nên đánh gió, không nên cúng bái hoặc là làm một động tác gì bất thường khác ảnh hưởng thời gian điều trị, vì cái thời gian điều trị càng đến sớm bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Chúng ta nói là thời gian là nào, có nghĩa là rất quý. Càng đến sớm bao nhiêu, điều trị càng triệt để, càng kịp thời bao nhiêu, thì cái khắc phục hậu quả của cái tai biến não càng tốt bao nhiêu. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên bổ ích của phó giáo sư. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Hồng Nhung đến từ Tiền Giang. Thưa bác sĩ, tôi có người thân năm nay 50 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp lâu năm. Vài ngày trước khi đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện có triệu chứng mắc bệnh tai biến mạch máu não do các mảng xơ vữa có thể bị bong ra gây tắc nghẽn mạch máu, và cũng phát hiện các nguy cơ nhồi máu cơ tim. Vậy kính mong bác sĩ có thể hướng dẫn cách phòng ngừa điều trị cũng như là nơi chữa trị. Rất cảm ơn bác sĩ. Khi khám bệnh mà các bác sĩ đã thông báo là bạn đã vữa xơ động mạch, thì vữa xơ động mạch là một trong những nguyên nhân có thể gây ra đột quỵ nhồi máu não hoặc là đột quỵ tắc nghẽn não. Muốn điều trị dự phòng cái hậu quả của đột quỵ não thì chúng ta phải điều trị làm giảm mỡ máu xuống bằng cách, hoặc là bảo vệ cái mảng cơ sơ đó bằng cách uống cái thuốc hạ mỡ máu nhóm statin, ví dụ như lipitor, lipantin, lopit. Thì những cái thuốc ấy vừa có tác dụng làm hạ cái mỡ máu và đồng thời làm cho cái bền vững cái mảng cơ sơ,
vì cái mảng vữa xơ nó có thể sùi được vào loét và từ đó tạo thành cục máu đông trên cái nền vữa xơ, hoặc là cái mảng cái sùi loét đó nó văng ra, nó trôi theo dòng máu gây ra một cái đột quỵ tắc mạch não rất nguy hiểm. Vì vậy bên cạnh cái điều trị chung ra rồi thì như vậy là chúng ta phải điều trị hạ nhịp tim máu xuống, điều trị để làm bền vững và cái mảng vữa xơ. Nếu mà lớn quá thì phải làm cái những phẫu thuật, ví dụ như bóc vỏ cái mảng, thế rồi như vậy nâng cái mảng đó, đặt stent vân vân, thì cái này thuộc những chuyên khoa phải ở bệnh viện mới làm được. Thế thì như trường hợp của người thân của bạn Hồng Nhung này thì cái chế độ dinh dưỡng nó quyết định rất lớn đến cái việc điều trị đúng không ạ? Thì bác sĩ như vậy thì trong ăn uống thì phải giảm lipid đúng không, hạn chế lipid, hạn chế mỡ, và tích cực luyện tập, tập luyện vừa sức vừa phải, thay đổi lối sống đúng không, như trên tôi vừa nói tức là bỏ uống rượu, bỏ uống thuốc lá vân vân thì sẽ phòng dự phòng được những cái bệnh trên. Câu hỏi tiếp theo là của bác Trần Văn Vinh đến từ Vĩnh Phúc. Chào bác sĩ, tôi tên là Vinh, năm nay 56 tuổi. Bác sĩ cho tôi hỏi vì sao tăng huyết áp lại dễ dẫn đến tai biến ạ? Để phòng ngừa tai biến thì cần làm gì? Tôi có nên dùng lactospec để phòng ngừa tai biến không, và dùng như vậy thì có ảnh hưởng gì đến thận hay không? Vì tôi bị bệnh thận và tăng huyết áp. Xin cảm ơn bác sĩ. Tăng huyết áp là một trong những yếu tố vừa là nguyên nhân vừa là nguy cơ đối với đột quỵ não và đối nhồi máu cơ tim. Cho nên chúng ta phải giữ phòng tăng huyết áp bằng cách phát hiện sớm, điều trị tốt, thay đổi lối sống, tập luyện thể thao. Đấy. Còn đối với lactospec trong trường hợp phòng giữ phòng cái huyết khối thì chúng ta thấy rằng là có tác dụng rất là tốt. Chúng ta đã dùng ít nhất là 5 tháng nay rồi, và cái liều tôi nhắc lại, cái liều dự phòng là 2 viên một ngày uống đều đặn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa các bạn, vừa rồi Phó Giáo sư Nguyễn Minh Huyện đã đưa ra những lời khuyên bổ ích cho nhiều độc giả và các bạn nào hiện đang quan tâm tới chủ đề phòng ngừa tai biến mạch máu não do tăng huyết áp, hãy gửi câu hỏi thắc mắc của mình về cho chương trình bằng nhiều cách khác nhau. Thứ nhất, có thể gửi câu hỏi vào ô đặt câu hỏi có sẵn trong chuyên mục tư vấn giáo sư trên website tuvansukhoe20giờ.com.vn. Cách thứ hai, các bạn có thể chat qua Yahoo với các chuyên gia tư vấn đang online trên website. Và thứ ba, các bạn có thể gọi điện về số điện thoại 0437757066 hoặc 0839770707, sẽ có chuyên gia y tế tiếp nhận câu hỏi và tư vấn sức khỏe cho các bạn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phan Thị Giang đến từ Bắc Cạn. Xin hỏi bác sĩ, với người cao tuổi thì điều trị tăng huyết áp có điểm gì cần phải chú ý hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Đối với người cao tuổi, thế nào là người cao tuổi? Chúng ta 60 tuổi trở lên thì 70 tuổi là tuổi già, đúng không? Và hiện nay chúng ta biết rằng là cái dân số Việt Nam của chúng ta hiện nay cái tuổi thọ trung bình là 73, tức là rất là tốt. Vì vậy đã là người già thì sẽ có nhiều bệnh đồng diễn kết hợp, tăng huyết áp, bệnh tim, bệnh phổi, viêm phổi mãn tính, viêm phế quản, thế rồi bệnh thận, bệnh tiểu đường, vân vân, tức là rất nhiều bệnh kết hợp. Cho nên bên cạnh điều trị tăng huyết áp, chúng ta cố gắng tìm nguyên nhân. Nếu có tìm nguyên nhân thì chúng ta phải điều trị triệu chứng và điều trị các bệnh đồng diễn kết hợp trên cơ thể người già. Liều lượng thuốc phải khác với người trẻ, cách dùng thuốc phải khác với người trẻ, đúng không? Và phải điều trị các bệnh kết hợp. Có bệnh tim phải điều trị thêm kèm theo bệnh tim, có bệnh phổi phải điều trị bệnh phổi, có đái tháo đường thì điều trị đái tháo đường, vân vân. Có nghĩa là dựa vào cân nặng, dựa vào sức khỏe tổng thể chung mà chúng ta quyết định cái liều điều trị, chứ không thể chung chung những người khác được. Và có những thuốc nó tác tương tác với nhau thì chúng ta phải nắm được. Ví dụ như là chúng ta định dùng cái thuốc ức chế hạ huyết áp, thuốc chế beta, ví dụ beta đốc, mà trên bệnh nhân lại có bệnh phổi phế quản tắc nghẽn và hen phế quản thì chúng ta phải coi chừng. Vì cái thuốc ấy nó làm cho nặng thêm cái bệnh phổi đấy. Cho nên đối với người già thì phải tùy từng cơ thể bệnh, tùy từng bệnh tật kết hợp và tương tác các thuốc khác nhau trên một cơ thể, chúng ta quyết định liều và thuốc dùng cho hợp lý.
tránh những biến chứng đáng tiếc xảy ra. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Huỳnh Văn Dũng đến từ Đà Nẵng. Thưa bác sĩ, tôi bị sốt xuất huyết não đã 8 năm nay và bị khó khăn khi đi lại. Hàng ngày tôi vẫn tập thể dục, đi bộ đều đặn hơn 30 phút một lần. Huyết áp hiện giờ vẫn bình thường 120 đến 130 trên 80 đến 85, nhưng vẫn khó khăn trong việc giữ thăng bằng và hay bị đau lưng và tê tay chân ở bên phải, bên không bị liệt. Vậy kính hỏi bác sĩ tư vấn cho tôi nên dùng loại thuốc nào và điều trị ra sao? Có nên dùng thuốc hại huyết áp thường xuyên không? Xin cảm ơn. Khi bạn đã bị chảy máu não rồi, 8 năm nay rồi, đúng không? Rất may mắn bạn đã hồi phục, nhưng mà cái chức năng nó chưa trở lại bình thường. Bây giờ thêm một số bệnh đau lưng, đau cổ và gáy tay, có thể là kết hợp của cái hội chứng của gáy tay do thoái cuộc sống, thì phải điều trị thêm các cái bệnh kèm theo. Nhưng mà nhớ rằng là có thể tái phát đấy, đó, vì bạn đã chảy máu một lần rồi, có thể còn những phình mạch tiếp tục nó chưa vỡ, cho nên định kỳ phải kiểm tra, thậm chí phải đến bệnh viện nếu nghi ngờ. Hiện nay chúng ta có rất nhiều các cái thăm dò không chảy máu, ví dụ như là chụp CT đa dãy, 64 dãy hoặc cao hơn nữa, thì sơ bộ chúng ta có thể phát hiện là có phình mạch tiếp theo hay không, để mà điều trị dự phòng, có thể điều trị nút mạch, có thể điều trị kẹp để khỏi cái tái phát chảy máu não lần hai. Thế còn những cái bệnh bạn vừa kể trên ấy, là những bệnh kết hợp dựa vào tuổi tác thì phải đi khám chuyên khoa thần kinh và cuộc sống để tìm ra là nguyên nhân đau cuộc sống cổ, nguyên nhân đau cuộc sống lưng là cái gì, có phải là thoái khớp không, có phải đau, có phải thoát vị đĩa đệm không, để chúng ta điều trị kết hợp. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Thành đến từ Ninh Bình. Thưa bác sĩ, bố tôi và anh trai tôi đều bị tăng huyết áp. Xin hỏi bệnh tăng huyết áp có di truyền không? Tôi năm nay 43 tuổi, hơi thừa cân và thỉnh thoảng bị mờ mắt khi làm việc căng thẳng. Xin hỏi các hiện tượng mà tôi gặp phải có phải là dấu hiệu của tai biến mạch máu não không? Tôi nên thực hiện chế độ sinh hoạt như thế nào để phòng ngừa bệnh? Xin cảm ơn bác sĩ. Tăng huyết áp là một trong bệnh mà hiện nay người ta cho rằng có tôi di truyền gen. Như vậy là bố bạn đã bị và anh hoặc em đã bị, có nghĩa là bạn có nguy cơ có thể bị tăng cao, và bây giờ có những triệu chứng thừa cân. Thừa cân sẽ là một trong những nguy cơ tăng cao, vì vậy tôi khuyên bạn phải khám định kỳ ít nhất là 6 tháng một lần để phát hiện có bị tiểu đường không, có bị rối loạn tiểu đường ít không, và có bị tăng huyết áp không, để phòng ngừa và điều trị sớm ngay từ đầu để tránh những biến chứng đột quỵ não hoặc những cái gì. Vậy thì những trường hợp mà gia đình có nhiều người bị tăng huyết như vậy thì cái chế độ dinh dưỡng hợp lý thì sẽ có giúp giảm cái nguy cơ bị tăng huyết. Điều đó chắc chắn, đúng không? Giảm béo, chống thừa cân là một trong những biện pháp để mà ngăn chặn cái tăng huyết áp. Thứ nhất là chế độ ăn, tôi phải nhắc lại, tức là thành phần protein khoảng 15%, mỡ khoảng 25%, glucid tức là cơm đó, khoảng 60%. Vậy chúng ta phải giảm bớt cái lượng glucid đi, giảm bớt lượng mỡ đi. Đấy. Và tránh tăng cân bằng cách điều chỉnh chế độ ăn. Ăn cơm ít thôi, tránh ăn mỡ động vật, tích cực ăn tôm, cua, cá, đậu, lạc, mực, đúng không? Và hoạt động thể lực để làm sao đừng tăng cân. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Anh Tú đến từ Hải Phòng. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 30 tuổi, bị tăng huyết áp hơn 1 năm nay. Hiện nay tôi đang điều trị bằng thuốc Amlo thì huyết áp có hạ nhưng chân bị phù lên. Xin hỏi có cách nào điều trị tăng huyết áp mà hạn chế được tác dụng phụ của thuốc Tây y không? Bạn tôi cũng bị tăng huyết áp và dùng Latospec hiệu quả. Vậy tôi dùng Latospec kết hợp cùng thuốc các bác sĩ kê thì có được không? Xin cảm ơn bác sĩ. Khi bị tăng huyết áp, chúng ta điều trị Amlo chính là thuốc chặn canxi, thì cái thuốc này rất tốt, nhưng tác dụng phụ của nó là phù chân, cho một số người rất sợ. Vì vậy chúng ta có thể dùng thuốc khác, hoặc là phải dùng kết hợp với đại tiểu Latreolit 1.5mg 1-2 viên một ngày, hoặc là phải kết hợp với thuốc vaccine, hoặc là thay đổi thuốc
có 3 cách để chúng ta vẫn được điều trị được huyết áp mà tránh tác dụng phụ của thuốc. Thuốc nào cũng có tác dụng phụ, đặc biệt là những cái thuốc về tăng huyết áp. Covaxin, thuốc chuyên vận chuyển được gây ho, Amlo uống một số người thì hay bị phù chân. Thế rồi beta blocker ức chế cái beta thì có thể gây chân hen. Cho nên là chỉ định thuốc thì hợp lý với từng người. Chúng ta vẫn có câu là sơ nan thành mạch mà bắt từng người. Tôi điều trị Amlo thì rất tốt, nhưng mà chỉ điều trị Amlo thì lại phù chân. Đó. Thì chúng ta phải đến bác sĩ để thay đổi thuốc. Chỉ định hoàn toàn là do bác sĩ tim mạch chỉ định. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phạm Thị Thuận đến từ Gia Lai. Xin chào bác sĩ, xin cho cháu hỏi. Ba cháu năm nay được 54 tuổi, ông có tiền sử hở van tim hai lá, bị tiểu đường độ 2, men gan cao, máu nhiễm mỡ. Cách đây 2 ngày bị cao huyết áp lên đến 180/90. Sau khi lên huyết áp thì ở trong miệng máu cứ liên tục chảy ra. Đi bệnh viện bác sĩ khám và nói do bị đứt tia máu, nhưng đã kiểm tra toàn bộ nhưng không biết vì sao máu cứ chảy và thường chảy máu vào 3 giờ sáng. Liên tục 3 ngày liền, cứ ban ngày chảy khoảng 5 tiếng liên tiếp, sau đó dừng thì đến 3 giờ sáng lại tiếp tục chảy máu lại. Bác sĩ không rõ lý do và cho xuất viện. Vậy xin hỏi bác sĩ trong trường hợp của ba cháu là do sao bị chảy máu và kết quả xét nghiệm máu đều cho chỉ số bình thường. Xin hỏi ba cháu có nên chụp CT không? Xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là bố cháu có rất nhiều bệnh, hở van hai lá, tiểu đường, tăng huyết áp, men gan tăng, không? Tức là một người mà có 4-5 bệnh mà hoàn toàn là những bệnh tương đối nguy hiểm. Thế còn cái chảy máu ở trong miệng thì chưa chắc là chảy trong miệng. Thường thường tôi vẫn nói cái nút mạch của nó là ở mũi này. Đấy, khi mà huyết áp tăng thì vỡ mạch, nút mạch có thể là bố cháu nhút xuống miệng, tưởng là chảy trong miệng. Nhưng thực tế nó có thể nó là chảy máu ở mũi này. Đấy, thì đấy, cái nút mạch này chính là một trong những biến chứng của cơn tăng huyết áp. Vì vậy, như vậy vẫn phải khám để tìm cái nguyên nhân chảy máu ở đâu, có phải ở nút ở mũi, ở cái nút mạch ở mũi này không, hay là chảy máu ở cơ quan khác. Đấy. Thế còn uống Natopet thì trong trường hợp này, đấy, nếu đang chảy máu thì tôi khuyên không nên dùng. Đấy. Và khi ổn định thì tìm những nguyên nhân chảy máu là cái gì thì chúng ta mới dùng Natopet để phòng chống cái nhiều máu nặng. Còn đang chảy máu thì chúng ta khuyên không nên dùng Natopet và nên đến bệnh viện tuyến trên để tìm nguyên nhân, xem chảy máu ở đâu và điều trị các bệnh kết hợp, hẹp van hai lá tránh truy tìm, không tiểu đường, đấy, thế rồi tăng huyết áp. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đỗ Quang Hà đến từ Quảng Ninh. Tôi năm nay 30 tuổi, cao 1m70 và nặng 80kg. Tôi thường uống rượu bia, gần đây tôi luôn có cảm giác bị tức ngực và mặt nóng phừng phừng. Có phải tôi bị tăng huyết áp không? Nghe nói người béo dễ mắc bệnh, nhất là bệnh tim mạch. Vậy tôi nên đi khám sức khỏe ở đâu và làm những xét nghiệm gì? Xin bác sĩ tư vấn. Đúng như vậy, bạn cao 1m70 và nặng 80kg, tương đối được thừa cân. Rồi bây giờ để có những cái cơn nóng bừng bừng mặt, có cơn đau thắt ngực, bạn phải đến khám bệnh viện kiểm tra tổng thể. Chú ý, một có đái đường không, thứ hai có rồi là lipid máu không, thứ ba có tăng huyết áp không. Bạn ở Quảng Ninh thì nên đến bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh khám để tìm ra nguyên nhân có phải tăng huyết áp không, và tốt nhất là nên bỏ rượu bia và hạn chế tăng cân, hoặc là giảm cân càng tốt bằng cách là thay đổi chế độ ăn, ăn uống hợp lý và tích cực hoạt động thể thao để giảm cân xuống. Vâng, xin cảm ơn những thông tin của phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phạm Thị Quỳnh Liên đến từ Hải Dương. Chào bác sĩ, chồng cháu năm nay 48 tuổi, bị huyết áp cao đã nhiều năm. Chồng cháu uống thuốc Covaxin mỗi sáng 1 viên và anh ấy chơi thể thao là môn bóng bàn. Cháu xin hỏi là uống nhiều năm như thế thì có thể lại biến chứng gì sau này không? Và chế độ ăn kiêng như thế nào? Vì chế độ ăn của chồng cháu hiện tại vẫn bình thường. Xin cảm ơn bác sĩ. Uống Covaxin, đây là một loại thuốc hạ huyết áp thuộc nhóm chuyên men chuyển và đã là tăng huyết áp của uống suốt đời. Tất nhiên thuốc cũng sẽ có những tác dụng phụ, ví dụ Covaxin nó là ho, nhưng cái đấy có thể chấp nhận được. Thì nếu mà không có tác dụng phụ thì vẫn tiếp tục uống. Và cái thứ hai là chơi thể thao phù hợp với sức khỏe của mình,
thì vẫn tốt. Bóng bàn cũng là một môn thể thao tương đối tốt. Và muốn phòng thì vẫn phải là giảm cân. Thứ hai là đưa số huyết áp về dưới mức bình thường. Tốt nhất tôi vẫn nói là dưới 130/80 mmHg. Và ăn uống thì kiêng uống rượu, kiêng uống thuốc và hạn chế ăn mỡ động vật. Và nhất là tiết canh nằm lợn, thế rồi thủ tạng vân vân. Thì đó là những cái thứ mà nó có nhiều cholesterol, dễ gây rối loạn lipid máu, dễ gây tăng huyết áp. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và câu hỏi cuối cùng là của bạn Nguyễn Văn Toàn. Thưa bác sĩ, vợ tôi năm nay 38 tuổi, được điều trị tăng huyết áp 2 năm nay. Vậy xin bác sĩ cho biết điều trị tăng huyết áp trong thời gian bao lâu là đủ? Xin cảm ơn bác sĩ. Chị mới 38 tuổi mà đã bị tăng huyết áp, đúng không? 2 năm rồi. Có nghĩa là nếu không tìm thấy nguyên nhân, không điều trị nguyên nhân thì phải tăng huyết áp suốt đời. Và uống theo chỉ dẫn của bác sĩ. Có thể như vậy là một thứ thuốc, có thể hai thứ thuốc, nhưng dù là 1, 2, 3 thứ thuốc thì phải đưa mức huyết áp về dưới mức bình thường, tức là dưới mức 120 là đẹp nhất. Thế và ăn uống thì phải hạn chế mỡ động vật, tích cực đạm động vật, tôm cua cá đậu lạc gừng, ăn tăng cường các loại rau hoa quả thì sẽ phòng tránh được tốt. Và chúng ta điều trị tốt cái tăng huyết áp này thì sẽ phòng chống được cái đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim hoặc là các biến chứng khác của tăng huyết áp gây nên. Thưa các bạn, do thời lượng chương trình có hạn, chương trình tư vấn kỳ này xin phép được tạm dừng tại đây. Những câu hỏi chưa được giải đáp, các chuyên gia tư vấn sẽ trả lời và cập nhật lên chuyên mục Hỏi Đáp 24 giờ. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Nguyễn Minh Hiện và cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của quý bạn đọc. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình Giao lưu tư vấn tháng 7 số 1 với chủ đề Cập nhật phương pháp mới điều trị thoái hóa khớp, diễn ra lúc 14:30 thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2013. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Kính thưa các quý vị, chúng ta muốn có cuộc sống bình yên, muốn có sức khỏe tốt, muốn không đột quỵ não, không nhồi máu cơ tim thì chúng ta hãy phòng chống tốt các nguy cơ, đặc biệt là tăng huyết áp. Phòng chống tốt, tránh được những biến chứng của tăng huyết áp, tránh được tỷ lệ giảm được tỷ lệ tử vong và có cuộc sống tốt đẹp. Xin hẹn gặp lại kỳ sau. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư.